Là mình đây, video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chuẩn bị cho sai nào rồi. Trời ơi. Chỗ anh Kitty là tớ là một tớ vui nhất trên đời. Đi đây cô. Ăn được lắm. Rồi, đem tay nghe mà là mặt đời luôn. Đây, bây giờ nhá. Anh Quyết bảo là không được để nó rắc rối đúng không? Bây giờ cái này nó ở đây. Cái này sạc pin thì cái này quay vào cái này. Cái này quay vào cái này. Thế nên là bây giờ phải nhấc cái này ra. Cái này thì nó lại vướng cả cái này, cả cái này, cả cái này. Thế nên là ba máy này là không thể nào quay nữa. Vòng của mình hoàn thành người này video của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn đây là vòng của mình hoàn thành video của mình đến đây là kết thúc. Trăm hoa gì mất đây rồi. Trăm hoa bài mới. Mới đầu nghe bài trăm hoa này không hay mấy, nhưng mà giờ nghe hay hơn tí rồi. Em xinh đẹp và lung linh thế. Không. Bài này nó mới rồi. Mấy người bảo thì không nghe. Nó vừa ra gần đây mà. Ờ, mua chân ta. Bây giờ nghe cái ấy hay mấy. Nghe nó, tại cái giọng của nó hát cứ cái giọng nó cứ Huh.
Hello tất cả mọi người, lại là mình đây. Video ngày hôm nay thì mình sẽ lại chỉ cho các bạn tô những bức tranh, bức hoạt hình động vật sao cho thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mấy bữa lại cất để đây của mình rồi. Như Thành nói này, lấy ra thì mang không mang phải. Chào các bạn, đã tô xong và tô màu xong. Cái giá xong mà đây các bạn thấy các giá đẹp hay thêm một xíu nữa lên trên kênh để trả thông tin nhiều. Mình chắc là thành gì nha mọi người ơi. Nè. Nó này kiểu như là nó mua một cái khung túi đúng không? Sau nó gắn ra nó chỉ xỏ qua xỏ lại cái mấy cái lỗ thôi. Ừ. Thì là nó thành cái túi như này. Ừ. Có khung hai nhỉ. Mua ngay kẹo hết. Ấn luôn. Mua cho đứa nào? Mua là ấn nào? Thì đến ở đâu? Đây là trên Shopee, nhiều mẫu lắm. Bộ nguyên liệu bao gồm một len đũa. Là nó sẽ cho cái khung nhựa nhựa kiểu như đằng sau đấy gì. Kiểu như cái khung nhựa như này nhưng mà nhựa gì. Ừ. Là sau mình cái... Trên Shopee đẩy. Cứ cho qua cho lại cái đấy được rồi. Có kèm video hướng dẫn này. Được đấy, cho thêm một giỏ hàng này nè. Đó, cho cái màu hồng này nè. Trắng như hồng là đẹp. À đâu, cho màu trắng tinh, phun hồng dễ xấu quá. Để cho phun trắng hay hồng nhỉ? Cho màu trắng hay hồng hay là phun trắng?